Người đàn ông này đang lau một tượng đá kỳ lạ, nhưng lại không cẩn thận làm rứt ngón tay. Giây tiếp theo trong mắt anh ta xuất hiện toàn là những tia máu, rút dao găm ra xông về phía tổng thống. Tượng đá này rốt cuộc có bí mật gì? Bắt đầu câu chuyện, đây là một triển lãm di tích văn hóa tầm cỡ thế giới. Tổng thống sẽ đến đây diễn thuyết, đặc vụ Mika chịu trách nhiệm duy trì trật tự tại triển lãm. Lúc này đặc vụ Pet đến, anh ta nhìn thấy bức tượng đá trên bục triển lãm đang chảy máu. Để đảm bảo an toàn, anh ta quyết định ôm bức tượng đá đi. Một bên, Mika phát hiện vết máu trên sàn. Đi theo vết máu, cô ấy nhìn thấy một người đàn ông trong tay bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm xông thẳng đến phía tổng thống. Mika lập tức rút súng ngăn anh ta lại. Ai ngờ anh ta giả vờ đầu hàng, nhân lúc Mika không phòng bị kề dao vào cổ uy hiếp cô ấy. Thấy đối phương không chịu phối hợp, Mika chỉ có thể hiện tài năng thật của mình, từng chiêu liên tiếp đánh ngã anh ta. Bên này, Pet mới đi được vài bước đã ngã xuống, tượng đã lăn đến chân một người đàn ông. Chỉ thấy đối phương không quan tâm lời cảnh cáo của Pet, rút một thứ bí mật trong túi ra bỏ vào tượng đá. Một luồng sáng mạnh phát ra, người đàn ông và tượng đá biến mất. Pet không được sự cho phép đã lấy tượng đá đi, nên đã bị đình chỉ công tác. Sau khi về nhà, một người phụ nữ da đen đang chờ anh ta. Cô ấy là đặc vụ cấp cao của FBI, Irene. Irene đưa cho Pet xem một bản điều lệnh liên quan đến an toàn quốc gia, lệnh cho anh ta đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Mặc dù trong đầu Pet đầy nghi hoặc, nhưng anh ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Hôm sau, Pet lái xe đến địa điểm đã được chỉ định. Ở đây là một vùng đất hoang vu, chỉ có một ngôi nhà sắt rỉ. Sau đó, một chiếc xe nữa chạy đến, đó chính là cộng sự của anh ta, Mika. Lúc này cửa lớn bỗng nhiên mở ra, hai đặc vụ cẩn thận bước đến gần. Ai ngờ sau lưng họ đã xuất hiện một người đàn ông. Pet quay người lại nhìn, nhanh chóng rút súng ra. Người này chính là Ati, người lúc đầu đã cướp tượng đá. Sau khi nói chuyện, họ biết được Ati là một tiến sĩ, đang được lệnh thu hồi bức tượng đá. Ati dẫn hai người họ vào trong ngôi nhà. Ở đây chính là nhà kho số 13 trong truyền thuyết. Mặc dù nhìn có vẻ cũ nát, nhưng ở đây có những vật không hề tầm thường, mà là những vật có năng lực đặc biệt. Ví dụ chiếc ấm đun nước này, nó có thể biến những ý tưởng trong đầu bạn thành hiện thực. Nhưng gặp những điều không thể thực hiện được, nó sẽ biến thành một con trồn tuyết. Muốn làm nó mất đi hiệu quả phải đặt nó vào bộ trung hòa. Lúc này không ai để ý đến một chiếc ví đã rơi vào túi của Mika. Đây là ví của một pháp sư cổ đại, nó được sử dụng để tiễn đưa linh hồn người chết. Trong nhà kho số 13 này, nó cũng là đối tượng cần chú ý nhất. Bây giờ chiếc ví này đã ra khỏi nhà kho số 13, mà Mika mang nó về lại không biết gì về chuyện này. Mika vốn là đặc vụ ưu tú nhất của tổ chức FBI, không ngờ bây giờ lại trở thành người quản lý của một nhà kho đổ nát. Sự khác biệt quá lớn khiến Mika không thể chấp nhận được. Cô đã nhiều lần yêu cầu cấp trên đổi chức vụ nhưng không một lần nào được đồng ý. Mika thất vọng trở về phòng, không biết chiếc ví tiền đó đã tự chạy ra ngoài. Cô ấy nằm trên giường xem ảnh của mình và người bạn trai đã mất, mơ hồ nghe thấy giọng nói của đối phương. Việc này làm cô ấy sợ hãi đến mất ngủ. Còn Pet lại đối lập với Mika, anh ta cảm thấy vô cùng hứng thú với tất cả những đồ vật ở nhà kho số 13, thậm chí thích thú đến mức không ngủ được. Hai người ra ban công nói chuyện trên trời dưới đất, trải qua một đêm rất vui vẻ. Ngày hôm sau, tiến sĩ Ati giao nhiệm vụ cho hai người họ, đi tìm một thanh niên trẻ tuổi tên là Cody. Tiến sĩ Ati nghi ngờ rằng có một thứ gì đó đặc biệt đang kiểm soát anh ta, hai người lập tức đến đó tiến hành điều tra. Ai ngờ họ vừa đi, tiến sĩ đã phát hiện ví tiền trong phòng của Mika. Ông ấy nhìn một cái đã nhận ra đồ vật này, Mika có thể đã bị linh hồn bám theo, là tốt hay xấu chỉ có thể dựa vào tạo hóa. Hai người không biết chuyện gì xảy ra đã đến địa điểm định sẵn, đang thẩm vấn Cody. Ai ngờ được một nửa, đối phương bỗng nhiên lặp đi lặp lại một câu, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Cuối cùng anh ta điên cuồng lật đổ bàn. Cảnh sát nghe thấy tiếng động lập tức xông vào khống chế anh ta. Sau khi ổn định lại tinh thần, hai người đã tìm đến mẹ đỡ đầu của Cody, nhưng bà ta lại không chịu phối hợp. Hai người chỉ có thể thay đổi cách điều tra từ câu nói mà Cody lặp đi lặp lại. Pet nghe ra đó là tiếng Italy, nhưng không biết ý nghĩa cụ thể là gì. Họ tìm đến chuyên gia am hiểu tiếng Italy, nhờ đối phương giúp đỡ phiên dịch. Đối phương rất nhanh cũng đã đưa ra đáp án, đây là cách dùng từ của quý tộc thời cổ đại. Mặc dù anh ta đã 2 năm không đến Italy, nhưng phiên dịch tuyệt đối sẽ không sai. Pet hỏi thêm mấy việc nữa sau đó rời đi. Lúc này, Mika phát hiện ra điều bất thường. Cô ấy phân tích từ những động tác và lời nói của chuyên gia, phát hiện anh ta đang nói dối. Mika lập tức bắt tay vào điều tra vị chuyên gia này. Quả nhiên, anh ta thực sự đang nói dối. 8 tuần trước anh ta đã đến Italy. Đầu dây bên kia bỗng nhiên phát ra một loạt tạp âm. Dây tiếp theo, tiếng của bạn trai đã mất được truyền đến, dọa Mika sợ hãi vội vàng vứt điện thoại đi. Còn Pet lại đem ý nghĩa câu nói sau khi được phiên dịch nói với tiến sĩ. Tiến sĩ Ati có vẻ như đã nhớ ra gì đó, lập tức cúp điện thoại. Pet chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lúc này Mika hùng hổ chạy ra, cô ấy nói cho Pet biết chuyện chuyên gia nói dối. Hai người quyết định nói chuyện với người yêu cô đi trước, nhưng cũng không được có thông tin gì hữu ích. Cùng lúc này, chuyên gia đang nói chuyện với một người phụ nữ bí mật. Đây là châm cài tóc gắn liền với những ân oán của giới quý tộc thời xưa. Ánh sáng mạnh mà nó phát ra có thể khống chế bất cứ sinh vật nào. Trong một phòng học, chuyên gia đang nói chuyện với một người phụ nữ. Ai ngờ đối phương bỗng nhiên lấy ra một chiếc châm cài tóc, biểu cảm của chuyên gia trở nên kỳ lạ. Sau đó anh ta mơ hồ đến trạm xăng, tưới xăng lên người. Bên này, hai người điều tra phá án vừa nói chuyện xong với bạn gái Cody.
vừa ra cửa đã nhìn thấy xe cứu hỏa chạy qua, trực giác nói với Pep việc này rất quan trọng, thế là anh ta lập tức đuổi theo. Sau khi hai người chạy đến chỉ nhìn thấy một thi thể đã cháy đen, nhân viên ở trạm xăng nói với họ, trước khi chết chuyên gia đọc đi đọc lại một câu tiếng Italy. Pep lấy chìa khóa của chuyên gia ở trạm xăng đến văn phòng của anh ta. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Mika phát hiện vị trí để sách không đúng, đây không phải là hành vi một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên có. Cô ấy tiện tay lấy cuốn sách xếp sai vị trí xuống, phát hiện bên trong còn có một cuốn sách nhỏ. Lật xem trang đầu tiên chính là câu nói tiếng Italy mà cô đi đã nói, bên trong còn có một hộp quà, nhưng đồ vật bên trong đã không thấy đâu nữa. Lúc này mẹ đỡ đầu của cô đi đẩy cửa bước vào, cô ta kết tội cái chết của chuyên gia lên đầu bạn gái cô đi. Chân tướng có vẻ như sắp lộ ra, nhưng hai đặc vụ cảm thấy không hề đơn giản như vậy. Họ dẫn mẹ đỡ đầu của cô đi tìm bạn gái cô đi hỏi rõ mọi chuyện. Trên đường Pep phát hiện châm cài tóc trên đầu bà ta giống với đồ vật trong hộp bị mất. Anh ta vừa nghĩ ra gì đó định hỏi thì bà ta bỗng nhiên điên cuồng giật lấy tay lái. Lúc Mika tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh chính là người bạn trai đã mất. Anh ấy an ủi Mika hãy thoát ra khỏi suy nghĩ về cái chết của mình, hóa giải nút thắt nhiều năm nay trong lòng Mika. Lúc Mika tỉnh dậy lần nữa phát hiện mình đang nằm ở giữa đường, cô ấy lập tức đỡ Pep dậy. Lúc này tiến sĩ Ati gọi điện thoại đến, hai người biết được trên châm cái tóc này có linh hồn của một quý tộc cổ đại, vì thế mới có lời nguyền lớn có thể khống chế người khác. Họ cần phải ngăn chặn mẹ đỡ đầu của cô đi trước khi bà ta giết nhiều người hơn. Hai người nhanh chóng chạy đến bữa tiệc, phát hiện tất cả người tham gia đều đã bị khống chế, còn cô đi đang ôm bạn gái bước đến lò lửa. Pep chạy lên ngăn cản nhưng bị ăn một đấm ngã lăn ra. Mika cũng bị châm cài thao túng chuẩn bị nổ súng tự sát, Pep chỉ có thể súng điện bắn bay cô ấy. Lúc này cô đi đã nhặt súng của Pep lên, quyết đoán bóp cò, nhưng lại không có tiếng súng vang lên, thì ra Pep đã lấy hộp đạn ra trước rồi. Mika đã thoát khỏi khống chế một đòn đánh mẹ đỡ đầu cô đi bất tỉnh, giành lấy châm cài ném vào thiết bị trung hòa. Một thứ ánh sáng mạnh ngang qua, tất cả đã trở lại bình thường. Sau đó, châm cài tóc được tiến sĩ đưa vào nhà kho số 13, vĩnh viễn khống chế nó. Pep và Mika trải qua những chuyện thần kỳ này cũng dần cảm nhận được tính quan trọng của công việc này, quyết định ở lại nhà kho số 13 âm thầm làm một người quản lý vô danh. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.